Trấn Thành rơi nước mắt trong game show đầu tiên sau ồn ào bị cấm sóng. Trong game show Hát Mãi Ước Mơ vừa phát sóng tối 25 tháng 4, cây hài có thể hiện vừa phải và nhận nhiều cảm tình. Tối ngày 26 tháng 4, chương trình Hát Mãi Ước Mơ chính thức lên sóng tập đầu tiên thông qua đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Đây là game show đầu tiên có sự tham gia của Trấn Thành ở vai trò giám khảo sau ồn ào bị đài Vĩnh Long loại khỏi dàn huấn luyện viên một chương trình dành cho thiếu nhi. Hát Mãi Ước Mơ không chỉ đơn thuần là cuộc thi âm nhạc mà còn ý nghĩa nhân văn khi bốn người chơi mỗi tập sẽ thể hiện tài năng để giành giải thưởng nhằm phụ giúp một hoàn cảnh khó khăn bất kỳ xung quanh mình. Với nội dung này, chương trình được kỳ vọng sẽ giúp Trấn Thành lấy lại hình ảnh đẹp sau nhiều ồn ào liên quan tới vụ bị cấm sóng. Trước đó trong buổi họp báo, nam giám khảo Trấn Thành cho biết dù bản thân là người dễ xúc động, dễ khóc nhưng lần này anh phải tập để kiểm soát bản thân, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt so với khi tham gia các game show trước đây. Đúng như lời hứa, trong chương trình, khán giả không còn thấy một Trấn Thành mít ướt như trước. Thay vào đó, cây hài chiếm cảm tình với những chia sẻ chân thành cũng như món quà đầy ý nghĩa dành cho các hoàn cảnh đáng thương. Có những khoảnh khắc rơi nước mắt nhưng ông xã Harry Won không nức nở và làm quá như xưa. Sau khi thưởng thức màn trình diễn đầy xúc động của anh chàng bán trái cây 22 tuổi Thanh Quý nhằm thực hiện ước mơ chữa trị bệnh tật cho mẹ và sửa sang lại ngôi nhà thiếu kiên cố, Trấn Thành cũng có những chia sẻ chân thành và cảm động. Anh tâm sự, cho đi không mong nhận lại, yêu thương chỉ là yêu thương thôi. Hay như khi lắng nghe câu chuyện của cậu học sinh 17 tuổi đến với chương trình để giành giải thưởng cho cô bạn cùng lớp có hoàn cảnh khó khăn, mẹ bại liệt, ba bán vé số, cây hài tinh ý dành những lời động viên vô cùng dí dỏm. Đến phần thi của thí sinh 70 tuổi Trần Văn Ba làm công đức trong chùa Giác Quang bằng việc sửa chữa, làm đồ gỗ, cây hài ngỏ ý tặng chú một cây đàn để khi thấy có clip giới thiệu chiếc đàn của thí sinh lớn tuổi này đã quá cũ. Trong chương trình, khi cảm nhận sự hồi hộp lo lắng của các thí sinh không chuyên, anh cũng có cách động viên rất hài hước, đậm chất Trấn Thành. Sau tập 1 Hát Mãi Ước Mơ phát sóng, nhiều khán giả dành lời khen cho Trấn Thành khi anh đã có thể hiện rất chân mật, cũng như là nhân tố giúp những thí sinh trở nên tự tin, vui vẻ hơn. Giữa ồn ào bị đài Vĩnh Long loại khỏi dàn huấn luyện viên một chương trình dành cho tài năng nhí vì những tai tiếng liên quan đến hài nhảm cũng như phát ngôn thiếu chân mật, có thể nói Hát Mãi Ước Mơ là cú cánh kịp thời cho Trấn Thành vào thời điểm này. Trở lại với diễn biến đêm thi, sau 3 vòng, cậu học trò 17 tuổi Huy Hoàng giành giải thưởng đặc biệt 50 triệu đồng nhờ bình chọn cao nhất từ khán giả. Toàn bộ số tiền đã được em giúp đỡ cô bạn cùng lớp. Ba thí sinh xếp lần lượt các vị trí tiếp theo cũng nhận được số tiền thưởng từ 7 đến 25 triệu đồng để trao tặng cho các hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình. Trấn Thành bị cạch mặt vì lợi dụng ái tình, cưới Harry Won che mắt thiên hạ sau năm nghi án yêu đồng giới. Mới đây, đài truyền hình Vĩnh Long đã tuyên bố cấm Trấn Thành tham dự các game show của đài này với lý do diễn hài nhảm. Quyết định này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nhiều dự án khác của Trấn Thành. Tuy nhiên, ngoài việc nhà đài đưa lệnh cấm, Trấn Thành đang dần dần bị khán giả rời xa bởi ái tình lùm xùm. Đặc biệt, nhiều thành viên cộng đồng LGBT cho rằng Trấn Thành cưới Harry Won chỉ là để che mắt thiên hạ. Có thể nói chuyện lợi dụng quan hệ ái tình, hôn nhân để đánh bóng tên tuổi của showbiz Việt không phải xu hướng mới. Kẻ cặp đại gia kiếm bệ đỡ, kẻ cặp người nổi trội lấy tiếng vang, hai kẻ cưới nhau theo hợp đồng, người linh hoạt yêu bừa để tạo độ nóng, khiến cho showbiz nhiễu loạn. Tuy nhiên, các mối quan hệ ngụy tạo kiểu này sớm muộn sẽ bị bóc mẻ và lên án. Ví như nữ hoàng giải trí từng bị ném đá sấp mặt là kẻ thứ ba, hoa hậu Phương Nga ngậm trái đắng vì đại gia tố gạt tiền, Cao Thái Sơn bị chê bai khi lộ ảnh nóng với trai, còn Trấn Thành lại phức tạp hơn với lùm xùm giới tính, đâu mới là anh. Không ai phủ nhận Trấn Thành là nghệ sĩ có tài năng vượt bậc, nhưng chính đời tư tai tiếng kèm theo nhiều phát ngôn gây sốc gần đây của anh đang khiến cộng đồng ngán ngẩm. Điểm lại các quan hệ mờ ám này của Trấn Thành mới thấy tại sao nhiều người lại cạch mặt anh ấy. Ngô Thanh Vân bông đùa Trấn Thành là trai công. Có lần, Ngô Thanh Vân bóc mẹ giới tính Trấn Thành ngay trong live show khi tò mò hỏi tại sao Trấn Thành công nhưng lại có bạn gái. Trấn Thành bối rối nhưng khéo đáp trả. Nó giống như việc tại sao Ngô Thanh Vân men nhưng lại có bạn trai vậy á chị. Sau đó, Ngô Thanh Vân đã xin lỗi Trấn Thành vì vạ miệng lỡ lời.
Nhưng câu hỏi ấy của nàng Thanh Vân cũng chính là sự hoài nghi của người hâm mộ, bởi vì Trấn Thành giả gái rất nhung lụa, có xu hướng thân mật với sao nam, và đặc biệt đám cưới với Harry Won có nhiều tình huống lạ khiến người ta không thể không nghi ngờ. Bầu Hòa xin lỗi trai công Trấn Thành trước. Bầu Hòa là ông bầu nổi tiếng trong giới showbiz Việt, đã đào tạo và quản lý một loạt các ngôi sao nổi tiếng như Triệu Thị Hà, Cao Thùy Linh, Hoa hậu Thùy Dung và MC Kim Trang. Cách đây không lâu, ông bầu này đã gây xôn xao khi thẳng thắn tuyên bố Trấn Thành là trai công, khi nam MC đắc show này đã giả gái quá đà tại một chương trình gây quỹ từ thiện, không phù hợp với nội dung của chương trình. Xin lỗi trai công Trấn Thành trước, do em diễn khoe quá nên Bầu Hòa chụp cô mấy thế khó đỡ, tối nay xem chương trình Trấn Thành giả gái mắc cười quá. Chương trình từ thiện mà banh dữ quá tại một quán bar, nhiều người xem khó chịu với cách biểu diễn banh thế, không phù hợp với một chương trình xin quỹ từ thiện. Lời trách này của Bầu Hòa khiến nhiều người cho rằng Trấn Thành thực sự là trai công nhưng cố che đậy. Trấn Thành chia tay hot girl Mai Hồ vì giới tính thật. Trong một show thực tế lần đầu tôi kể, Trấn Thành đã thẳng thắn nói về chuyện tình yêu của anh, trong đó không ngại nhắc đến Mai Hồ. Trước đây khi còn gắn bó, anh thường lảng tránh những câu hỏi của báo giới về mối quan hệ này. Nhiều người đàn ông mong muốn mình trở thành tình đầu của người yêu, nhưng Trấn Thành lại hoàn toàn khác. Anh có quan điểm khá đặc biệt, vì chỉ thích phụ nữ từng có gia đình. Anh cho rằng mối tình đẹp nhất của phụ nữ chính là mối tình đầu sau hôn nhân. Ai cũng trầm trồ vì phát ngôn ngọt liệm này của Trấn Thành, nhưng chuyện tình ấy lại tan vỡ. Cuối cùng Trấn Thành quyết định chia tay Mai Hồ với lý do hoàn toàn trái ngược, đó là vì sợ bản thân sẽ ngoại tình. Đàn ông đủ bản lĩnh, sao lại lo sợ bản thân bị sa ngã, và nếu vậy sao lại muốn yêu phụ nữ chín chắn. Tuy nhiên, người hâm mộ cho rằng lý do thực sự họ chia tay là vì giới tính thật của Trấn Thành bị Mai Hồ phát giác sau thời gian quen nhau khá lâu. Duy Khánh khóc lóc kêu oan khi bị nghi quen Trấn Thành. Sau thời gian bị người hâm mộ tung tin về quan hệ yêu đương với Trấn Thành, Duy Khánh bất ngờ kêu oan giải bày mọi chuyện chỉ là đồn thổi. Duy Khánh lên tiếng, những dòng trạng thái Duy Khánh đăng lên Facebook cá nhân không liên quan đến một ai nhưng cũng bị quy chụp. Những tấm ảnh anh chụp với Trấn Thành đơn giản như fan chụp với thần tượng và đã từ lâu cũng bị cư dân mạng truy tìm làm bằng chứng. Chàng trai 22 tuổi khẳng định ngoài mối quan hệ thầy trò, anh còn được Trấn Thành gọi là em trai. Nhưng việc giải bày chẳng mấy ai tin khi bằng chứng cho thấy họ từng rất mặn nồng, hai thầy trò diện đồ tông sụt tông và bị cư dân mạng phát hiện. Thậm chí hôm đám cưới của Trấn Thành và Harry Won, Duy Khánh còn ngồi khóc. Quả thật, khó thể chấp nhận đàn ông khóc cho đàn ông khác khi lên xe hoa. Thêm nữa, những lời trần tình của cô giáo Khánh vào đúng thời điểm phim anh đóng công chiếu, nên nhiều người cho rằng nam diễn viên trẻ đang cố tình PR. Đặc biệt, Duy Khánh thời điểm ấy có xu hướng chạy theo Trấn Thành khi nỗ lực giả gái diễn hài. Điều này khiến cộng đồng LGBT cực kỳ khó chịu. Lời đồn thổi Trấn Thành và Đào Bá Lộc. Trước ngày đám cưới Trấn Thành, Harry Won, không ít người, thậm chí có cả người đang hoạt động trong giới showbiz cho rằng đám cưới Harry với Trấn Thành chỉ vì danh, vì tiền và được tài trợ. Dư luận khi ấy bán tính bán nghi về chuyện đám cưới bịa. Tuy nhiên, ghen tuông trước ngày cưới mới gây bão thực sự, khi thời điểm đó xuất hiện các dòng trạng thái Facebook ám chỉ Trấn Thành là trai công và nỡ bỏ rơi người thứ ba để kết hôn cùng một cô gái chẳng hề có tình yêu. Một trong nhiều bình luận ở thời điểm đó còn nói lời không biết Đào Bá Lộc sẽ thấy thế nào khi người yêu lên xe hoa. Khi đó Đào Bá Lộc cũng có câu từ ám chỉ quan hệ với anh chàng ấy. Chính vì vậy mà nghi án chồng nghi án, khiến khán giả không biết đâu là thật, đâu là đùa. Trấn Thành và Harry Won, hôn nhân thật hay là đám cưới nghệ thuật? Cưới nhau chóng vánh, không ra mắt họ hàng hai bên, không cần tuần trăng mật, cưới nhanh cưới gọn, thậm chí đám cưới diễn ra khá bí mật. Nhưng ngay sau đám cưới, Trấn Thành Harry Won hot hơn bao giờ hết. Họ vẫn tiếp tục các show diễn, nhận lịch dày đặc, hoàn toàn không có chút hy sinh nào cho buổi đầu hôn nhân. Từ khi quen với Trấn Thành, tên tuổi Harry Won bay lên như diều gặp gió. Họ còn trở thành cặp đôi hot nhất năm 2016. Điều này vô tình càng dấy lên nghi án, phải chăng đám cưới chính là bước đệm sự nghiệp? Thật khó nói bản chất của cuộc hôn nhân này, chỉ có thời gian mới có thể trả lời chính xác. Trấn Thành đạt được gì sau lùm xùm tình ái? Sau bao lùm xùm tình ái, Trấn Thành nổi lên hẳn, anh phủ sóng hầu hết các game show, thậm chí ngay cả các chương trình không chuyên về hài. Dường như lùm xùm đã cho Trấn Thành cú hích quyền lực hơn. Tuy nhiên, bên cạnh sự nổi tiếng, lực lượng anti-fan của Trấn Thành ngày càng tăng. Nhiều khán giả không còn yêu thích hình ảnh đàn ông giả gái vốn là thương hiệu của anh. Chuyện tình sau hôn nhân của Trấn Thành và Harry Won càng lúc càng nhạt nhòa,
Thêm vào đó là các phát ngôn gây sốc khiến khán giả không còn nhìn thấy một Trấn Thành vô tư, chân chất như ngày xưa, thay vào đó là cái tôi chứng tỏ. Có thể nói dù thật hay giả thì lùm xùm tình ái thời gian qua đã mang đến cho Trấn Thành cái được cái mất. Nhưng bỏ qua tất cả, khán giả vẫn luôn mong chờ một Trấn Thành sống thật với chính mình, yêu chân thành và khiêm tốn hơn. Khi ấy, dù anh là ai, dù là giới tính nào, khán giả vẫn luôn yêu mến.